thêm thì thêm thịt nóng ăn. Thêm xả đây là dùng để làm gì anh? À, xả đây thì anh sẽ bỏ chung với thịt heo này cho có vị thơm mà. À. Nhưng mà trước tiên anh phải rửa đã. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, trà lại đi. Hết trà. Nhỏ lửa không? Sợ cháy không? Anh có đang làm gì đấy? À, anh đang xào lại cái thịt heo ấy. Thịt heo thường hay là thịt heo gì vậy? Cái này là heo mọi nha các bạn nha. Heo mọi là thì hôm qua là bọn mình có quay một con heo. Còn đây là cái chiến tích còn dư tàn sót lại sau cuộc chiến tranh đẫm máu tối hôm qua. Dạ. Giờ mình đang hâm nóng lại để mà tiếp tục chiến. À. Heo này nó tầm 20 kg nha các bạn nha, heo ăn rất là ngon. Những con heo mà mình nếu các bạn mà muốn ăn á, hoặc là đi picnic này nó cùng với nhóm á, nên chọn con heo tầm 15-20 kg các bạn. À, tại vì những con heo như vậy thì thịt nó rất là ngon, nó ít mỡ. À. Đặc biệt là con heo đen mà người đồng bào ở trên Tây Nguyên người ta hay nuôi các bạn. Ăn rất là ngon, tại vì heo người ta thả rong với lại những đồ ăn thiên nhiên không ạ. Hôm qua em được lên TikTok kìa. Nhìn ít nha. Hôm qua em có hình chụp cái đi ạ. Sao lại thủ bên đấy qua? Sức mạnh của anh là mạnh hơn cả gió thiên nhiên mà. Rồi tắt nha. Anh hồi nãy giờ quên quay rồi. Vô lại đi. Cho xà lại đi. Em quên bấm nút quay. Sao vẫn để như vậy? Kệ nó đi. Anh phải tắt tiếng đi, không được để tiếng. Thật là cực khổ vậy đây. Các anh của tôi rất là cực khổ nấu ăn cho chúng tôi. Món này món gì vậy? À, đây là heo mọi. Heo mọi. Đang hâm lại với lại dưa chua mà. À. Đây là món ăn trưa cho cả nhóm hôm nay. Hôm nay bọn mình đi tham quan ở Krông Năng. Ok nha.